Nam Hàn đánh dấu 100 năm ngày Ba Lan tuyên bố độc lập. Tòa thị chính thành phố tại thủ đô Hán Thành của Nam Hàn đã được thắp sáng bằng những ánh đèn mang hai sắc màu đỏ và trắng vào Chủ nhật ngày 11 tháng 11 nhằm đánh dấu 100 năm ngày Ba Lan tuyên bố trở thành một quốc gia độc lập. Không chỉ tại Nam Hàn, nhiều địa danh nổi tiếng trên thế giới như Kim Tự Tháp tại Ai Cập, tượng Chúa Giê-xu ở thủ đô Rio de Janeiro và tòa tháp Burj Khalifa cao ở của Dubai cũng đã thắp đèn đánh dấu sự kiện đáng nhớ này. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1918, người dân Ba Lan đã xuống đường ăn mừng sau khi quốc gia này chính thức tách ra khỏi sự cai trị của các quốc gia láng giềng Đông và Tây Âu nhờ việc đánh bại Nga, Đức và Úc trong cuộc chiến. Cũng trong ngày này, các bên tham chiến cũng đã ký kết hiệp ước đình chiến tại Paris để chấm dứt đệ nhất thế chiến vốn đã kéo dài trong suốt 4 năm.